Hello, xin chào mọi người, chào mọi người đã đến video mới của mình. Mình là Châu Già đây. Đến giờ lại lên, Châu Già uy tín chưa mọi người ạ? Được mấy bữa đây không biết nữa. Thấy không vậy này chứ. Nè không biết sẽ bắn combo gì tâm rồi đây mọi người. Để mình clear xong khu này mình sẽ tính tiếp nha mọi người ạ. Quá cho người đáp vô xuống luôn. Ok, sao lộn đây luôn ơi. Ô, kêu tôi lên bạn ơi. Xử lý hơi cồng kềnh nha mọi người ạ. Ui dạ, lút chỉ fan, lút chỉ fan. Trời ơi, quần nãy giờ mới được một mạng quỳ à. Đầu game xử lý hơi cồng kềnh nha. À, chạy đâu, chạy đâu. Ui da, hên quá, nóc. Trời bạn ơi. Mấy anh trai ơi, mấy anh trai xấy gì mà xấy dữ vậy mấy anh trai. Chạy đâu vậy fan. Rồi, thôi xong bạn rồi, chưa có súng hả. Bò đi đâu nữa mà bò, ai cứu bạn được. Có người lên à? Ê, nghe nói bạn lên đi kiếm tôi không? Lên đi kiếm tôi nè bạn ơi. Hay là mình bắn AK tâm rùi ta. Thôi chắc mình bắn M249 tâm rùi đó người. Tại hôm qua mới làm M762 đạn 7 rồi, nay chắc làm đạn xanh người ơi. Ô, các bạn. Bạn đâu ra đây bạn? Thật răng nhảy dù đâu ra vậy? Ô, lẫm. Ở trong có tiếng chân nè, ở dưới mình cũng có tiếng chân luôn nè. Rồi mấy bạn đợi tôi xíu. Mình có tiếng chân loại xạ đây nè. À còn đây hai thanh niên luôn, ngon lành. Lúp ló ở đây làm gì đó bạn. Thấy không chuyện với tôi liền chứ. Và nếu người xem video hay thì cho mình xin một like và đăng ký kênh mọi người. Cảm ơn rất nhiều luôn ạ. Lên lại. Phía ngoài có mấy bạn boss đang táp gì tạch tạch nha mọi người ạ. Trời ơi, mũ giáp mình đỏ lè hết trơn mọi người ạ. Xong rồi, không xong rồi. Phía trong có tiếng chân nữa nè. Ốp đồ đạn vô nè, ngay chỗ cầu thang nè. Di chuyển rồi phải không bạn ơi. Qua luôn. Mọi người mới đáp vô phía trên đầu mình nữa. Đây, 2K149 rồi mọi người ạ. Bạn chạy đâu. Trên đầu mình có người nữa nè. À, mình sẽ chơi combo 2K149 tâm dù nha. Có tiếng đi lên nè mọi người ạ. Bên đây trái mình nè. Chạy đâu bạn ơi. Ây da. Chạy qua đối diện cầu thang mình nè. Chờ xíu. Có ngon rồi bạn chạy qua đây. Thôi để tôi qua bạn ơi, chờ bạn qua lâu quá. Chạy đâu, ui da, trời ơi, đam lỗi quỳ à. Hay bị nhả đam lỗi lắm á. Mấy pha nhả đam lỗi mà đang cơ bát 1-1 mà nó bắn mình là mình dễ chết lắm quỳ à. Bởi vì mọi người nên mà sấy là sấy luôn nha, đừng có nhả đam giống mình nha, dễ lỏ lắm. Rồi ai đây? Bạn boss thì cho mình xin. Có người đắp vô xuống đấy quỳ à. Đông nha, khu này đông nha. Ủa rồi ai đây? Làm gì đó bạn ơi? Mất chim rồi. Tôi có làm gì bạn đâu mà mất chim rồi. Đấy không chuyện nên niên này chứ mọi người ạ. Phía ngoài đây nãy giờ đang combat đông vui lắm mọi người ạ. Để mình ra cầm 2K129 ra góp vui với mấy bạn đây. Chờ tôi xíu mấy bạn ơi. Trên đầu mình mọi người ạ. Gà luôn. Ê! Ui trời ơi. Quay quá vậy mà không kịp kêu mọi người ạ. Vãi đang đứng đó kìa. Ẩu rồi. Xuống lại khu qua đây mọi người ơi. Có người ở dưới luôn kìa. Giờ mày còn 5 thanh niên nè mọi người ạ. Chạy đâu bạn ơi. Giờ phải kiếm lại 2K249 này. Tới không chuyện này chứ. Pha nãy phản xạ nhưng mà không kịp mọi người ơi. Hơi chậm. Dưới mình có tí chân nè. Lấy đỡ súng bắn nè mọi người ạ. Để kiếm 249 sao nha. Rồi trong đây còn 4 bạn phải không. Lên đây hết. Tôi lo được. Dồn hết một lượt ở đây bạn ơi. Dưới tí chân nè mọi người ạ. Thằng Luffy giết mình phải không mọi người ạ? Rồi, tôi nhớ tên bạn rồi nha. Cờ Malaysia mọi người ạ. À, chạy đây. Úi. Tôi đây nè bạn ơi. Rồi, cái thằng Luffy đợi mình xíu. Mình clear sau khu này mình đi kiếm nó liền mọi người ạ. Tới không chị các bạn với tôi. Nãy nghe bắn ngoài đây mọi người ạ. Đây. Kê ai vậy? Úi da, cấp 2 đâu ra vậy? Ừ bạn ơi, tôi đang bắn tập dùi mà. À, dưới con kia. Những con kia là tới công chuyện bạn với tôi. Gạt không được người ạ. Vô có đi chân luôn nè. À vậy là hai thanh niên này chung tem người ơi. Còn có hai thanh niên trong đây thôi. Rồi xong. Chạy qua cứu hộ mình cái bạn ơi. Thanh niên còn dưới đây. Vẫn còn dưới đây chưa cứu hả. Ê lú đít vậy. Ngồi lú cái đít kìa bạn ơi. Xong rồi. Có bộ tự cứu hả. Cứu đi. Nằm trong sự bất lực nè. Sao bạn ơi,
sao bạn ơi, khen tôi đẹp trai đi, tôi còn suy nghĩ lại. Còn không thì thôi tôi tiễn mà đi luôn. Đây, 2249 đó mọi người ạ. Rồi, chuẩn bị đi săn thôi mọi người. Rồi chừng. Ô, ô, ai đây? Úi da, thằng ông nội này chui đâu ra vậy? Ở đây ngoài đường bay mà thằng ông nội này chui đâu ra vậy? Trời ơi, hết hồn mà. Ủa, Red Zone mọi người, tự nhiên vô bên trên kia thấy giật mọi người ạ. À, có tiếng súng luôn nè. Ô, có tiếng chừng bên đây nè. Ô, có người tập lại. Mười con robot luôn kìa. Ủa gì đấy? Trời ơi, Red Zone gặp mấy ông nội boss này nữa. Ui, robot tôi qua, robot tôi qua. Vô, vô nhà, vô nhà, vô nhà. Vô nha. Người nói gì vậy, nói gì mọi người. Hơi quán nha. Ơ, vô đây. Vô đây. Vô đây rất hay thằng. Á à. Thằng khứa lút phi nè mọi người. Hồi nãy nghe đồ bắn lén tôi không? Thề cái mấy boss này. Tịch chết mạng ngoài cái gì vậy? Có người rút chốt nè. Rút chốt nè. Mình là cái thứ chân nè. Hát của boss khó chịu ghê mọi người ạ. Thề. Thề đâu rồi? Mày hơi bị ồn á. Mày hơi bị ồn á. Vãi thật sự mọi người ạ. Boss đúng khó chịu luôn á. Vô đây đã có người Red Zone nó nổ mà gặp boss cà tạch. Đúng ồn luôn mọi người ạ. Gặp robot nó dí mình đã sợ rồi. Mà gặp mấy thằng ông nội boss nó táp và cọc luôn mọi người ạ. Vừa rung mà vừa cọc á. Đây có người nè. Rồi, nóc, đẩy luôn người ạ. Đầu game thì không thấy con boss nào người ạ. Cái lúc đang combat mà Red vô nó nổ nữa chứ mà boss ra cà khịa nữa. Trời ơi. Tức cái mình á. Không lo cứu đi bạn ơi, lo bắn tôi làm gì á. À, cứu không lo cứu rồi lo khịa tôi phải không? Khịa tôi nè bạn ơi. Đu gạt bạn luôn. Ui, cái tên nó cứu xong rồi. À, giờ là tem 3 hay tem 4 đây. Chứ thấy có người đang uống máu nè mọi người. Rồi xong mấy bạn của tôi. Bạn tôi nhiều lắm bạn ơi. Là mình tính càng từ dưới cầu thang càng lên nữa mọi người. Nhưng mà sợ người xem ồn nên không có càng mọi người. Bắn phải bình tĩnh lại chút xíu mọi người. Một thứ chân. Ai đây? Ai đây, vui thôi chứ đừng vui quá. Vui quá bị chửi mọi người. Đợt trước mình có làm clip 2049 rồi bị chửi rồi. Bò qua cầu mọi người. Đi qua cầu thôi. Ô, có tiếng mô tô, Ai đây? Thanh niên nào chạy mô tô dưới đây đây? Ô, sao lọt thấy vậy? Ở đây đây. Thì ra thanh niên thích đi bơi người ạ. Chạy xe sao lọt dưới luôn hay vậy phải anh? Bạn cũng đỉnh lắm rồi đó. Bo quanh cầu người ạ. Biết có ai cam cầu không đây? 27 kêu người ạ. 15 thanh niên thôi. Cố lên. Hôm qua lỏ, nay không được lỏ người ạ. Nay phải bình tĩnh nha. Có xe rồi bốc khối luôn nè. Có người cầm cầu hả? Có ai cầm cầu không? Có bang người ạ. Trời ơi, trâu già bang dữ lắm. Ra đây. Tôi lo được. Yêu cầu nó mà nhảy ra là mình tấp vô lề liền người ạ. Tâm lý sẵn sàng hết trơn rồi. Ủa, con nào cam vậy? Trời ơi, vậy mà chuẩn bị tâm lý gì đúng rồi. Cốc vàng làm trà bông đây. Ai mua cốc không? Nãy chuyển qua đi bán cốc người ạ. Trên tàu có người bán. Bình tĩnh mấy anh trai. Bữa không có tiền đi mua dây chai mà nay có tiền đầu tư sang bán cốc mà. Cốc vàng làm cha bóng đây. Mấy này trên đầu vậy mọi ạ. Cha mình cầm tâm rùi sao bắn anh dẫn ta. Mấy anh thiên trên đầu cà khịa mình mọi ạ. Biết mình cầm tâm rùi sao cà khịa mình nãy giờ á. Xuống đây. Có ngon thì mấy bạn xuống đây tôi lo được. Chứ trên đó thì tôi không chơi được bạn ơi. Xa quá. À kìa. Thích cà khịa phải không? Thằng này được. Để mình lập cái đầu cho người xem nè. Ui da, cũng trúng đó nhưng mà không đáng kể người ạ. Xa quá, xây nó rung quá người ạ. Mà không chính xây xa rung khí sợ luôn. Ủa, thanh niên mất chim rồi, sao nó banh xác rồi? Ây da, cái gì mà bắn hoài vậy fan? Ôm đây có xe nè người ạ. Ui dừng luôn rồi, ui da. Bắn trúng cái đít mình kìa mọi người ạ. Hồi nãy mình đưa cái đít ra ngoài bắn trúng cái đít mình. Thằng này được. Cho tôi xin cái tên đi bạn ơi. Ôi thanh niên bên đây đứng ngó ai vậy? Rồi, để mình thanh niên đứng trống mà tới công chuyện với mình. Ây da. Bắn ai vậy? Bắn mình hay gì mọi người ạ? Ui.
Nó cầm K98 nó bắn mình hay gì ta, hay là nó bắn thằng dây đầu vậy? À vẫn còn đứng đó, vẫn còn đứng đó. Không được, không được, không được, ngồi sấy không được nghe. Mà đứng lên sợ cái đầu bắn quá. Đây 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 đây, thấy chưa, thấy chưa? Ui da, nhấp nhả nhấp nhả nhấp nhả. Yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi, yếu rồi. Để tôi. Ui da. Không được rồi, không được rồi. Thằng khứa trên đầu nó bắn mình người à. Mà đứng lên là thằng trên đầu nó lụm mình liền. Nhấp nhả vậy không có trúng người ơi. Thanh niên chạy vô chiếc xe. À di chuyển qua đây. Bắn tôi nè. Ô, 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 ai đây, ai đây? Con bò lạc nào đấy? Ê, cho tôi xuống, cho tôi xuống, cho tôi xuống. Mày làm gì vậy? Mày làm gì vậy? Mày điên rồi. Trời ơi, nó ban xuống, nó hút mình mọi người ạ. Vãi cái trưởng ạ. Làm mình nhớ lại cái clip mà cách đây mấy ngày mọi người, lúc mình bắn VTS tới cái khúc cuối mình bị tem ba thằng nó hội đồng mình, nó hút mình lên mọi người ạ. Ôi ám ảnh thật sự mọi người ạ. Tí xíu lịch sử lặp lại. Hên là thằng này có một thằng với hai thằng mình cũng hy sinh pha nó rồi mọi người ạ. Ớn an thật sự. Bò giật đi lên đồi rồi mọi người ơi. Chà, bò trống dữ ta. Mình mới ra đây lút đồ này mọi người, ra lấy xe đi luôn. Đang còn sờ móc này tranh thủ giọt thôi mọi người ơi. Còn 6 thanh niên thôi. Cấp 6 tầm lum hết rồi mọi người ạ. Rồi nhưng mà không bắn, tôi bắn tâm dù rồi các bạn ơi. Mà nếu người xem video hay cho xin một like và đăng ký kênh người, cảm ơn rất nhiều luôn ạ. Mẹ yêu, thả tim cho mọi người. Chiu 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 chiu. Giống bệnh quá. Mới trên đầu còn người không ạ. Ê, ô, ô. Ở gần có người, ở gần có người. Rồi bạn đợi đuôi xíu, đợi đuôi xíu. À, ai bay đây, ai bay đây, đi đâu vậy? À tắp chân chơi, tắp chân chơi. Súng sấy đâu, súng sấy đâu mà cầm súng nhắm định chơi tôi hả bạn? Bạn định làm Tony Sama hả? Tony Sama Việt Nam chỉ có một thôi, bạn không quắt trước được đâu nha bạn ơi. Trời ơi, anh em Việt Nam tôi đỉnh lắm. Mấy bạn nước ngoài không quắt trước được đâu. Phải thanh niên này cầm súng chơi, súng nhắm định chơi mình nè. Nãy còn thanh niên nào bắn mình gì đây nè. À đây, bay lên nè, bay lên nè, bay lên. À rồi, 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 thôi xong, tôi đứng đây tôi tốn bạn nè bạn ơi, qua đây. Cái đâu vậy? Té 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 té, đứng đây nó sấy mình như cái rổ luôn mọi người ạ. Thôi giọt 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 giọt, 36 kế chùn là thưởng sách. 29 kêu bo này hơi chóng mọi người ạ, không biết đi đâu luôn á. À kìa, tắp kìa, tắp tôi kìa, tắp vô kìa. Thôi được, đứng đây trong quá, ớn quá mọi người ạ. Còn 5 thanh niên nữa, đứng đây sợ có con nào lẻ lẻ nó bắn mình chết. Ui da. Bên này có ốp bắn thế nè. À, có thanh niên ốp ở đây. Gốc cây chui đâu ra vậy? Ui. Lính trinh thám thì là chết người, chứ lính lính trinh thám đi dò đường đi kiếm địch vậy là xong rồi. Lũ vô gốc cây là chưa kịp bẹp địch nó bắn chết rồi. Còn có ba thanh niên người ạ. À. Bắn lẹ thế mấy bạn, đâu hết trơn rồi. Đội chiếc cấp bồ đi cho nó lành người, chiếc xe kia đi niễn niễn, ớn quá. Ủa có đi xuống đây, ủa thanh niên nào bay kìa. Mấy bạn chui đây lẹ vậy. Rồi rồi rồi, để tôi. Gốc cây có thằng nè. Bắn ngay vậy bạn. Bắn ngay vậy bạn. Vậy còn thanh niên trong nhà vệ sinh nữa thôi. Chốn này chi bạn ơi, tôi xuống tới nè bạn ơi, ra đây. MG3 thì sao, MG3 thì sao. Còn một bạn cuối thôi. Top 1 rồi, top 1 rồi. Bạn ơi, bạn trốn đâu vậy, bạn trốn cho kỹ kỹ đi nha. Đừng để tôi kiếm được bạn. Thằng tiền trốn đâu, trốn kỹ với ta. Đâu rồi bạn ơi. Ô, đây đây đây. Chạy đâu vậy, chạy đâu. Rồi rồi, tắp vô chơi luôn, tắp vô chơi luôn. Vô luôn. Ui, trời ơi, trời ơi, xém chết người ạ. Mang, mang thôi rồi luôn người ơi. Trời ơi. Chỉ có cháu già mới ban vậy thôi nha người ạ. Gặp tịch là ban bất chấp luôn, xém lỏ người ạ, rô da luôn á. Hú hồn con trồn. Thế là một trận top 1 solo squad với mở 2K12.9 tâm rồi. Và nếu người xem video hay mình xin một like và đăng ký kênh mình, cảm ơn rất nhiều. Hẹn gặp lại video sau, bye bye.